Clip này em Tuấn giới thiệu đến các bác chắc là nó hơi củ chuối. Một đôi loa KRK Monitor. Đôi này có mức giá 13 triệu 900 nghìn. Cho các bác tham khảo giá thoải mái nhé. Riêng dòng này là dòng loa cao cấp rồi. Dòng nó cao cấp mà nó được đặt ở những căn phòng nghe nhạc sang trọng cao cấp chứ không phải như em Tuấn hôm nay đâu. Chơi kiểu này là chơi hơi củ chuối. Em đang đánh với con Omni, bác nhìn con Omni này chưa? Con Omni này hàng ngày em bán cho các bác là 680k đấy. Âm đi em có đây, âm đi Anh Quốc em có đây, đây NAD rồi một số con dưới kia loa cả đống, nhưng nghe em vẫn cứ thích chơi kiểu này để cho bác, và đặc biệt là đánh tiếng ô tô bầm nhá, tiếng xe ô tô hơi nhiều quá tục cả. Các bác đeo tai nghe vào cho em để bác nghe được cái đôi loa này nó giá trị như nào, mà khi em Tuấn mới chỉ đánh trên chiếc âm ly có mức chức năng mức giá 680k, đang đánh đôi loa 13 triệu 900 nghìn nhá. Đôi loa này KRK, bác cho các bác nhìn gần lại hàng con này á, con này mà đói các bác không bê được đi đâu, đói không bê được đâu các bác ạ nhé, hoàn carbon à, mềm nhũn luôn, đói không bê được đâu ạ, con này phê luôn. Em cũng chả hiểu là các bác chơi âm thanh kiểu gì, nhưng đôi này em nhớ em đăng một lần thì sao mà bác không để ý đôi này, thì em chắc cũng chả biết các bác chơi âm thanh kiểu gì. Mà đôi loa, một đôi loa mà phải nói luôn là siêu độc, siêu hiếm mà lại bỏ quên đấy. Em tôi test cho bác nhé, nhạc không dây luôn.
bó tay luôn bác nhỉ. Cái sai lầm nhất một đôi loa như thế này các bác không nhòm đấy nhá, thôi cũng không nhòm, em cảm ơn. Nếu bác nào bảo câu không không mua để mà dùng, em để mà dùng thật, em nghe em thấy đánh con Omni này em để dùng việc cái gì, nói bán hàng thì bảo là không để dùng nhưng mà rõ ràng là em đăng lên một lần một hai lần sao mà các bác bỏ quên con này. Thôi tùy nhá, bác nào lấy liên hệ và xác định mà lại gọi em Tuấn lên mặc cảm thì thông cảm bác ạ, giá 13 triệu 9 đôi này mà còn mặc cảm thì đúng là em Tuấn vãi.